Chuyện bên trong cái đầu, nhà xuất bản Kim Đồng. Vào ngày Riley chào đời, vui vẻ xuất hiện. Vui vẻ là một cảm xúc. Cô làm việc bên trong sở chỉ huy, trung tâm điều khiển chính trong tâm trí Riley. Ở đó, từ một màn hình khổng lồ, vui vẻ có thể nhìn thấy cuộc đời qua đôi mắt của Riley. Vui vẻ ngỡ ngàng ngắm ba mẹ Riley khi họ nhìn thấy đứa con gái yêu của mình lần đầu tiên. Vui vẻ muốn cuộc sống của Riley ngập tràn hạnh phúc. Mục tiêu của cô là làm sao để những khối cầu ký ức màu vàng vui tươi chảy không ngừng qua sở chỉ huy. Và vì cô là cảm xúc duy nhất, vui vẻ nghĩ công việc của mình sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng chỉ 30 giây sau khi Riley ra đời, một cảm xúc khác xuất hiện, đó là buồn bã. Khi cảm xúc màu xanh bé nhỏ này nắm quyền điều khiển sở chỉ huy, Riley bắt đầu khóc toáng lên. Vui vẻ vội đẩy buồn bã sang một bên. Chỉ ít lâu sau, sở chỉ huy trở nên tấp nập, đông đúc hơn khi những cảm xúc mới có mặt để nhận nhiệm vụ. Các cảm xúc thay phiên nhau điều chỉnh bàn điều khiển, dẫn dắt Riley trải qua mọi hoạt động hàng ngày, các loại tương tác tiếp xúc và cả những thử thách. Vui vẻ cảm thấy hầu như mọi cảm xúc đều đóng một vai trò quan trọng nào đó. Sợ hãi giúp Riley được an toàn. Chẳng hạn, nếu có một sợi dây điện loang ngoằng nguy hiểm vắt ngang đường, sợ hãi chính là cảm xúc dẫn Riley bước qua một cách suôn sẻ. Nếu Riley gặp cái gì đó có vẻ kinh dị, chán ghét sẽ đứng ra xử lý ngay. Cô nàng giúp Riley quyết định xem nên đón nhận nó hay nhổ toẹt ra. Và không ai giải quyết những chuyện bất bình trong đời giỏi hơn giận dữ. Anh ta giúp Riley tự bảo vệ mình và đòi lại công bằng. Nhưng còn buồn bã, sao Riley lại cần đến cô nàng này nhỉ? Có vẻ lúc nào cô ta cũng làm Riley giàu dĩ, điều hoàn toàn trái ngược với mong muốn của vui vẻ. Vì vậy, vui vẻ luôn tìm mọi cách để giữ buồn bã tránh xa khỏi bàn điều khiển trong sở chỉ huy. Bên ngoài sở chỉ huy trong thế giới tâm trí là năm đảo tính cách của Riley, gồm có gia đình, trung thực, khúc côn cầu, tình bạn và ngốc nghếch. Các đảo tính cách nối với sở chỉ huy qua những sợi dây ánh sáng. Các ký ức lõi của Riley, những ký ức siêu quan trọng, ghi lại các khoảnh khắc then chốt trong cuộc đời cô bé, chuyển năng lượng qua các dây ánh sáng ấy để giữ năm đảo tính cách hoạt động liên tục. Nhờ vui vẻ luôn hăng hái nắm quyền điều khiển, Riley đã có một tuổi thơ tuyệt vời. Ngày ngày, những khối cầu ký ức màu vàng tươi tắn, nườm nượp lăn qua sở chỉ huy. 11 năm đầu đời của Riley diễn ra theo đúng dự kiến của vui vẻ. Thế rồi, tất cả vụt thay đổi. Bà mẹ Riley giao bán căn nhà ở Minnesota, gói ghém hành lý, rồi cả gia đình cùng chuyển tới tận San Francisco. Xe vừa đỗ xịch trước căn nhà mới, các cảm xúc đã đờ ra vì kinh hãi. Nhà gì mà bé tẹo, trông ghê ghê, đã thế còn bốc mùi rõ kỳ quặc. Vui vẻ cố vực tinh thần của các bạn lên. Tớ có ý này hay tuyệt. Cô hô to và nhanh tay lắp một bóng đèn sáng kiến vào bàn điều khiển. Riley bỗng chộp lấy cây gậy khúc côn cầu và cả nhà cùng bày ra một trận cầu vui nhộn ngay trong phòng khách. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, bà Riley nhận được một cú điện thoại gọi ông đi làm gấp. Ôi, bà chẳng thương bọn mình nữa rồi, buồn quá. Buồn bã rên rỉ. Để tớ điều khiển nhé. Cô bước đến chỗ bàn điều khiển, nhưng vui vẻ đã chắn ngang. Riley đã ăn trưa đâu? Vui vẻ kêu lên. Mẹ con Riley ra ngoài kiếm bánh pizza, nhưng lại gặp một thảm họa khác. Bánh pizza gì mà lại rắc súp lơ xanh. Chán ghét sợ đến chết khiếp. Đủ rồi,
tôi chịu thôi. Cô nàng ngúng quẩy rồi quay lưng đi thẳng, còn giận dữ nổi cơm tăm bảnh. Chúc mừng nhá, San Francisco, các người phá hỏng món pizza rồi. Khi mẹ con Riley đi bộ về nhà, vui vẻ cố chọc cho Riley tươi tỉnh lên bằng một ký ức vui trên hành trình chuyển nhà. Thế mà buồn bã lại chạm vào quả cầu ký ức và biến nó thành màu xanh. Hay nhỉ buồn bã, chán ghét nói. Sau này, khi Riley nhớ lại những khoảnh khắc đó với ba, cô ấy sẽ thấy buồn. Hoan hô! Vui vẻ bảo buồn bã không được động vào ký ức nào nữa. Nhưng buồn bã không thể dừng tay. Cô hất một ký ức lõi ra khỏi bệ đỡ ký ức, khiến đảo ngốc nghếch tối thui lại. May thay, vui vẻ kịp đặt ký ức lõi vào chỗ cũ, đảo ngốc nghếch lại được truyền năng lượng. Vui vẻ phải tìm cách giữ buồn bã tránh xa mọi ký ức của Riley. Vì vậy, cô giao cho buồn bã nhiệm vụ đọc sách cẩm nang trí não. Những chỉ dẫn sẽ giúp ta hiểu hơn về thế giới tâm trí. Số cậu sướng thật, được đọc toàn những thứ hay ho bổ béo. Tớ phải đi làm việc đây, cuộc đời thật lắm bất công. Vui vẻ giàu dĩ. Trong lúc đó, các cảm xúc khác than phiền không ngớt. Chuyển nhà mới chợt chuyển nhiếc, rạch việc. Giận dữ cằn nhằn, vui vẻ cố hướng các bạn nhìn vào mặt tích cực, nhưng họ khăng khăng không chịu. Đêm ấy, khi mẹ Riley bước vào phòng ngủ của cô bé, các cảm xúc hồi hộp đón chờ thêm tin xấu. Nhưng không, mẹ chỉ cảm ơn Riley vì đã luôn là một cô gái nhỏ bé vui tươi. Cả năm cảm xúc được một phen bất ngờ. Khi Riley đã thiếp đi, vui vẻ gợi lại ký ức về một buổi trượt băng mà Riley rất yêu thích, để cô bé được mơ về nó. Cậu đừng lo gì, vui vẻ thì thầm với Riley khi cô bé trượt nhịp nhàng theo dòng ký ức được tái hiện. Tớ đảm bảo mai sẽ là một ngày tuyệt vời, tớ hứa đấy. Sáng hôm sau, vui vẻ đã sẵn sàng. Tuyệt, ngày đầu tiên đi học, cô nàng reo lên. Vui vẻ giao nhiệm vụ cho tất cả mọi người, kể cả buồn bã. Đây là vòng tròn buồn bã nha. Nhiệm vụ của cậu là đảm bảo tất cả các nỗi buồn chỉ ở bên trong vòng tròn này thôi, cô nói. Riley tạm biệt ba mẹ rồi tung tăng đến ngôi trường mới. Tính đến lúc này, mọi chuyện đều suôn sẻ. Bắt đầu buổi học, cô giáo hỏi Riley về Minnesota. Vui vẻ gợi lại một ký ức hạnh phúc, khiến Riley mỉm cười. Hầu như cuối tuần nào, cả nhà em cũng kéo nhau ra hồ chơi, cô bé kể. Nhưng rồi, đột nhiên Riley thấy lòng trùng xuống. Buồn bã lại vừa làm một ký ức hạnh phúc khác đổi thành màu xanh. Riley bật khóc ngay trước lớp. Và lần đầu tiên trong đời cô bé, một ký ức lõi màu xanh lăn vào sở chỉ huy. Vui vẻ cố ngăn ký ức lõi mới toanh đó khỏi bị hút vào ống chân không. Vui vẻ, đừng, buồn bã kêu lên và ra sức ngăn cản vui vẻ. Trong khi giằng co, họ ngã nhào vào bệ đỡ, làm năm ký ức lõi bật tung ra. Ánh sáng ở cả năm đảo tính cách vụt tắt. Rồi đường ống chân không cực mạnh hút cả buồn bã, vui vẻ lẫn năm ký ức lõi ra khỏi sở chỉ huy. Vui vẻ và buồn bã bị hút vào thế giới tâm trí và rơi xuống một thùng khối cầu ký ức. Vui vẻ vội gom cả năm lõi ký ức màu vàng lại. Còn ký ức lõi màu xanh đã lạc mất. Ta có thể giải quyết được vụ này, vui vẻ nói. Ta chỉ cần quay về sở chỉ huy, lắp các ký ức lõi vào bệ. Thế là Riley sẽ bình thường trở lại. Họ chạy tới đảo ngốc nghếch, rồi bắt đầu bước lên dây ánh sáng. Bên trong sở chỉ huy, giận dữ, chán ghét và sợ hãi xoay sở đủ cách để xử lý mọi chuyện như cách vui vẻ vẫn làm. Nhưng kết quả chẳng đâu vào đâu cả. Trong bữa tối, bà mẹ Riley để ý thấy cô bé cư xử không được tự nhiên. Trong tâm trí của bà và mẹ Riley, các cảm xúc của họ cũng rối bời khi họ cố tìm hiểu xem
Riley đang gặp chuyện gì. Bà mẹ càng gặng hỏi, Riley càng tỏ ra khó chịu. Giận dữ bắt đầu nổi khùng. Sợ hãi cố gắng xoa dịu anh ta. Thôi, vui lên nào. Nhưng giận dữ gạt sợ hãi qua một bên và giành quyền điều khiển. Trong nháy mắt, Riley bùng nổ. Ba mẹ thôi đi được không? Cô bé thét lên. Các cảm xúc trong đầu ba Riley lập tức giúp ông thể hiện uy quyền và Riley bị đuổi về phòng. Khuya hôm ấy, bà Riley tìm cách chọc cho con gái vui lên. Nhưng cô bé chỉ lờ đi, khiến đảo ngốc nghếch bắt đầu sụp đổ. Chạy mau! Vui vẻ thét lên, cô cùng buồn bã vắt chân lên cổ, chạy thật nhanh trên dây ánh sáng. Họ về đến đất liền vừa kịp lúc, chỉ để nhìn thấy đảo ngốc nghếch đổ sập và rơi xuống vực sâu hun hút bên dưới. Ta chỉ cần đi đường vòng là được. Vui vẻ nói, cô mải miết bước giữa những kệ giá bất tận của vùng ký ức dài hạn, lôi xình xệch buồn bã theo sau. Họ đi suốt hàng tiếng đồng hồ trong mê cung ký ức dài hạn. Đột nhiên, họ nhìn thấy hai công nhân trí não, gọi là thợ lãng quên. Nhiệm vụ của họ là chuyển những ký ức xưa cũ xuống bãi thải ký ức. Đã xuống bãi thải là khỏi quay về luôn, một thợ lãng quên nói. Trong khi đó, Riley đang nói chuyện với Mac, cô bạn thân nhất ở Minnesota. Qua máy tính xách tay, Mac vừa nhắc tới một người bạn mới. Giận dữ lập tức chiếm quyền và Riley tức tối đóng sập máy tính lại. Đảo tình bạn rung chuyển. Vui vẻ chạy ra và thấy đảo tình bạn sụp xuống bãi thải ký ức. Với vui vẻ, phải tận mắt chứng kiến các hòn đảo vụn vỡ và mất hút trong bóng tối, thật đau lòng. Chẳng khác nào từng phần tính cách của Riley cứ lần lượt mất đi. Trời ơi, Riley thích đảo này lắm, giờ thì không còn nữa rồi. Buồn bã kêu lên. Vĩnh biệt tình bạn, xin chào cô đơn. Vui vẻ và buồn bã tiếp tục đi qua mê cung ký ức dài hạn. Kìa, có ai đó trông quen quen. Hóa ra là Bing Bong, người bạn tưởng tượng ngày xưa của Riley. Bề ngoài, Bing Bong nửa là mèo, nửa là voi, lại là cả cá heo. Toàn thân cậu ta làm từ kẹo bông. Hồi Riley mới lên 3, Bing Bong và Riley đã có rất nhiều chuyến phiêu lưu kỳ thú trên chiếc xe kéo tên lửa chạy bằng năng lượng bài hát. Bing Bong gợi ý cả bọn nên lên đoàn tàu suy nghĩ để trở về sở chỉ huy. Anh ta còn biết cả đường tắt ra ga gần nhất. Bình Bồng dẫn hai người bạn mới đến một tòa nhà lạ hoắc, tên là Tư Duy Trừu Tượng. Ga tàu ở ngay bên kia, Bình Bồng sốt sắng. Tớ đã đọc về chỗ này trong cuốn cẩm nang rồi, ta không nên đi vào, buồn bã nói. Nhưng vui vẻ không muốn lãng phí thêm chút thời gian nào nữa. Tớ không muốn lỡ chuyến tàu này đâu, cô nói, rồi quýnh quáng bám theo Bing Bong. Lòng đầy băn khoăn, buồn bã đành đi theo. Ở trường hôm ấy, Riley lủi thủi ăn trưa một mình. Cô bé đang nếm trải một ý niệm trừu tượng của riêng mình, nỗi cô đơn. Khi Bing Bong vui vẻ và buồn bã bước vào tòa nhà, họ nghe thấy tiếng cửa đóng sập lại. Căn phòng sáng bừng lên. Ôi tôi chết, buồn bã kêu lên. Khu này được khởi động rồi. Thân hình của họ bắt đầu biến đổi thành những hình dạng cơ bản. Chúng ta đang bị trừu tượng hóa đây, buồn bã hét lớn. Mặc dù cơ thể liên tục biến hình, họ vẫn cố lết về phía lối ra ở bên kia căn phòng. Khi họ thoát ra được, cũng là lúc đoàn tàu chuyển bánh rời ga. Còn một ga nữa, Bình Bồng chỉ về xứ tưởng tượng. Nếu giảo chân lên, ta sẽ bắt kịp. Bình Bồng rất hào hứng được dẫn vui vẻ và buồn bã đi thăm xứ tưởng tượng một vòng chớp nhoáng. Bình Bồng dẫn hai bạn đến thị trấn Cúp, rừng khoai chiên và thị trấn Mây, đều là những chỗ vui vẻ yêu thích. Còn có một thứ mới toanh mà Bình Bồng chưa từng thấy bao giờ. Một cái máy tạo bạn trai tưởng tượng.
Úi chao, tuyệt thật đấy, vui vẻ lẩm bẩm. Ở sở chỉ huy, ba cảm xúc còn lại đang chuẩn bị sẵn sàng cho buổi thi tuyển vào đội khúc côn cầu của Riley. Nếu cô ấy cố dùng đến đảo khúc côn cầu, nó sẽ sụp đấy, chán ghét lên tiếng. Thế nên tôi mới phải gọi lại mọi ký ức khúc côn cầu mà tôi nghĩ ra được đây, sợ hãi đáp. Sợ hãi nhồi nhét các ký ức khúc côn cầu từ xưa vào bệ đỡ ký ức lõi, mong sao các khối cầu đó sẽ tiếp năng lượng cho đảo hoạt động. Nhưng tất cả bật tung ra. Đủ lắm rồi, giận dữ thét lên và giành quyền điều khiển. Riley vứt cây gậy đi và đùng đùng bỏ ra khỏi sân băng, khiến cho đảo khúc côn cầu đổ sụp xuống. Vui vẻ muốn ra ga tàu thật nhanh, nhưng Bình Bồng bỗng nhìn thấy chiếc xe kéo tên lửa của mình bị đẩy xuống vực. Không không không, các người không được vứt xe của tôi xuống bãi thải. Riley với tôi còn phải phóng lên mặt trăng nữa chứ, Bình Bồng kêu rối rít, rồi vội đuổi theo chiếc xe. Nhưng quá muộn, nó đã rơi mất tăm. Buồn bã hết lòng an ủi Bình Bồng khi anh ta ôm mặt khóc ra bao nhiêu là kẹo ngọt. Tớ dám chắc cậu và Riley đã trải qua nhiều cuộc phiêu lưu tuyệt vời. Sau một hồi, Bình Bồng quệt mắt. Tớ ổn rồi. Vui vẻ không thể tin nổi, buồn bã quả thực đã giúp Bình Bồng cảm thấy dễ chịu hơn. Bình Bồng dẫn hai bạn đến ga tàu vừa kịp lúc. Cả bọn leo lên đoàn tàu suy nghĩ. Chưa đi được mấy, tàu bỗng nhiên đứng khựng lại. Riley đi ngủ rồi, viên kỹ sư lái tàu lên tiếng. Bọn tôi cũng nghỉ đây. Làm sao cả bọn chờ đến sáng để tàu lại chạy được? Buồn bã nảy ra một ý. Hay ta đánh thức Riley dậy. Vui vẻ, buồn bã và Bình Bồng lao vào xưởng sản xuất giấc mơ, nơi chuyên tạo ra các giấc mơ cho Riley. Chao ôi, chỗ này rộng thật đấy, vui vẻ thốt lên và trầm trồ ngắm nghía xung quanh. Cô còn trông thấy cả kỳ lân cầu vồng, minh tinh trong mơ mà cô hằng mến mộ. Cả bọn đi qua cửa cách âm và nhìn thấy một bối cảnh phim trường trông giống lớp học của Riley. Họ nấp sau giá treo phục trang và bàn tính kế hoạch. Buồn bã nghĩ một cơn ác mộng sẽ khiến Riley tỉnh giấc, nhưng vui vẻ không muốn làm thế. Ta sẽ chọc cho Riley vui đến nỗi tỉnh dậy luôn, vui vẻ nêu ý kiến. Nói rồi, cô tìm một bộ đồ hóa trang hình cún con và đưa một nửa cho buồn bã. Mặc xong, hai người lẻn vào trường quay. Đạo diễn giấc mơ bảo quay phim lắp thêm kính lọc bóp méo hiện thực. Anh ta lắp ống kính đặc biệt vào máy quay, và dàn diễn viên của xưởng sản xuất giấc mơ bỗng nhiên trông giống hệt cô giáo và các bạn cùng lớp của Riley. Sợ hãi đang trực giấc mơ ở sở chỉ huy, anh ta thấy một chú chó nghênh ngáo bước vào khuôn hình. Bộ đồ hóa trang bỗng nhiên rách toạc, lộ ra vui vẻ và buồn bã bên trong. Nhưng qua ống kính bóp méo hiện thực, trông cứ như con chó đã bị xẻ làm đôi vậy. Chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi, sợ hãi không ngừng lắp bắp. Kế hoạch của buồn bã đã phát huy tác dụng. Họ làm Riley sợ đến nỗi cô bé dần tỉnh ngủ. Nhưng rồi, đạo diễn phát hiện ra hai kẻ đột nhập vào trường quay và gọi bảo vệ tức thì. Vui vẻ và buồn bã đã kịp thoát thân, nhưng Bình Bồng đã bị tóm gọn. Bảo vệ lôi Bình Bồng xuống tầm hầm tiềm thức. Ở đây, mọi nỗi sợ hãi sâu kín nhất của Riley bị nhốt kỹ bên trong những cánh cửa khóa chặt. Vui vẻ và buồn bã lẻn vào trong. Họ đi vòng qua cái máy hút bụi của bà ngoại, tránh xa cầu thang dẫn xuống tầng hầm, và thấy Bình Bồng nhốt bên trong một cái lồng kết bằng bóng bay trên bụng gã hề kinh dị tên là Om Sòm. Vui vẻ rón rén trèo lên bụng hắn và thả Bình Bồng ra. Nhìn gã hề Om Sòm, vui vẻ và buồn bã biết ngay mình phải làm gì để đánh thức Riley. Họ bóp mũi gã hề khổng lồ khiến hắn choàng dậy, rồi dẫn hắn đến thẳng xưởng sản xuất giấc mơ. Om Sòm vừa xông qua cánh cửa cách âm, Bình Bồng buồn bã
và vui vẻ liền nhanh chân chạy tới đoàn tàu suy nghĩ và nhảy lên. Cơn ác mộng khủng khiếp làm Riley bật dậy. Đoàn tàu bắt đầu xình xịch chuyển động. Trong lúc đó, ở sở chỉ huy, giận dữ nghĩ ra một sáng kiến. Vì mọi chuyện trở nên tồi tệ kể từ khi họ chuyển tới San Francisco, anh ta nghĩ Riley nên trốn về Minnesota. Ai đồng ý với tôi nào? Anh ta hỏi. Chán ghét và sợ hãi đều tán thành. Giận dữ bèn lắp bóng đèn sáng kiến vào bàn điều khiển. Ngồi trên tàu, vui vẻ và buồn bã phát hiện ra là họ có chung một ký ức yêu thích. Giỏi lắm! Cậu bắt đầu học được cách suy nghĩ vui tươi rồi đấy! Vui vẻ nói. Buồn bã nhìn vào khối cầu và hồi tưởng lại khoảnh khắc đội khúc côn cầu của Riley bị thua trong trận đấu loại trực tiếp. Riley chính là người đánh trượt cú ăn điểm quyết định. Vui vẻ thở dài. Buồn bã hồi tưởng sai cách rồi. Vui vẻ hứa khi nào cả hai về lại sở chỉ huy, cô sẽ giúp buồn bã tập suy nghĩ lạc quan hơn. Cùng lúc đó, Riley đang sửa soạn trốn khỏi nhà khi cô bé lấy trộm thẻ tín dụng của mẹ để mua vé xe buýt. Đảo trung thực sụp xuống, bẻ gãy đường dây của đoàn tàu suy nghĩ. Các công nhân vội kéo vui vẻ, buồn bã và bình bông thoát ra trước khi đoàn tàu lao thẳng xuống bãi thải. Ta lại mất thêm một đảo nữa rồi, đang xảy ra chuyện gì vậy? Vui vẻ thét lên. Cô chưa nghe tin gì sao? Một công nhân trí não nói. Riley đang bỏ trốn. Khi Riley rời khỏi nhà và đi bộ tới bến xe buýt, đảo gia đình bắt đầu rạn vỡ. Bỗng một số giá lưu trữ của trí nhớ dài hạn sụp xuống, làm lộ ra một đường ống hồi tưởng. Các đường ống hồi tưởng có nhiệm vụ chuyển những khối cầu ký ức về sở chỉ huy. Ta có thể dùng đường ống này để trở về sở chỉ huy, buồn bã reo lên. Nhưng vui vẻ không muốn buồn bã biến các ký ức lõi thành màu xanh. Vì vậy, cô chui lên đường ống một mình. Cô chưa đi được bao xa thì đường ống vỡ toác. Vui vẻ và các ký ức lõi rơi thẳng xuống. Bình bồng vươn tay ra để đỡ lấy vui vẻ. Nhưng bất thần, đất dưới chân anh ta sụp xuống. Buồn bã chỉ biết đứng nhìn vui vẻ và bình bồng lao thẳng xuống bãi thải ký ức. Vui vẻ tan nát cõi lòng. Cô nghĩ mình đã làm Riley thất vọng. Cô tìm thấy khối cầu mà cô và buồn bã đã cùng ngắm nhìn khi ở trên đoàn tàu ký ức. Nhìn lại ký ức ấy, vui vẻ mới nhận ra một điều. Phần vui tươi của ký ức khi ba mẹ và các đồng đội đến động viên cho Riley vui lên xảy ra là bởi vì trước đó Riley cảm thấy rất buồn. Cuối cùng, vui vẻ đã hiểu ra. Riley không thể hạnh phúc nếu thiếu buồn bã. Ta phải trở lên kia, vui vẻ nói với Bình Bông. Đột nhiên, vui vẻ nảy ra một sáng kiến. Cô và Bình Bông có thể lái chiếc xe tên lửa của Bình Bông để thoát khỏi bãi thải ký ức. Họ tìm thấy xe kéo giữa đống rác và nhảy vào. Rồi đôi bạn gân cổ lên hát thật to. Cỗ xe gắn tên lửa phóng vút về phía miệng vực. Vui vẻ cố bám vào gờ đá, nhưng họ thậm chí còn chưa tiến sát được mép vực. Họ thử đi thử lại, nhưng chưa một lần nào cỗ xe bay đủ cao để thoát khỏi bãi thải. Bình Bông chợt nhận ra mình bắt đầu nhòa dần. Cố lên, vui vẻ ơi, một lần nữa thôi. Tớ có linh cảm lần này sẽ thành công. Nhân lúc vui vẻ không để ý, Bình Bông nhảy ra ngoài. Xe kéo tên lửa vút lên cao, cao mãi và vượt khỏi miệng vực. Hurra! Bình Bông ơi, thành công rồi! Tụi mình! Vui vẻ nhìn xuống và thấy Bình Bông đang nhảy nhót reo hò bên dưới. Ha ha ha! Cậu làm được rồi! Đi cứu Riley mau! Nhớ đưa cô bé lên mặt trăng giùm tớ nhé! Bình Bông vẫy tay tạm biệt và dần tan biến. Về đến nhà, bà mẹ Riley tá hỏa khi thấy con gái đi học vẫn chưa về. Họ vội vã gọi điện thoại di động của Riley, nhưng cô bé không nghe máy. Ở sở chỉ huy, giận dữ, sợ hãi và chán ghét bắt đầu hối hận vì kế hoạch bỏ trốn. Đúng là mất trí, giận dữ quát tháo. Đáng lẽ cô ấy không nên bỏ nhà đi.
phải bỏ ngay suy nghĩ ấy ra khỏi đầu cô bé, chán ghét nói. Họ cố gỡ bóng đèn sáng kiến ra, nhưng nó chẳng hề nhúc nhích. Cả bọn bắt đầu hoảng hốt và bấm tán loạn tất cả các nút trên bàn điều khiển. Vui vẻ đuổi theo buồn bã xuyên qua mê cung ký ức dài hạn, vào tận xứ sở tưởng tượng. Không có tớ, Riley sẽ hạnh phúc hơn, buồn bã hét lớn. Cô nhảy lên một đám mây và lướt đi. Bỗng nhiên, vui vẻ nảy ra một ý tưởng điên rồ. Cô khởi động máy tạo bạn trai tưởng tượng và dựng lên một tháp bạn trai cao vút. Hành động! Cô ra lệnh. Tất cả đám bạn trai tưởng tượng công kênh vui vẻ lên, rồi ném cô vào tấm đệm nhảy trên đảo gia đình đổ nát. Cô bật lên đó và phóng vèo qua không trung đến thẳng chỗ buồn bã. Bám chắc nhé! Vui vẻ hô to rồi chụp lấy buồn bã. Hai người lao vút về phía sở chỉ huy và đập thẳng vào cửa sổ. Giận dữ, chán ghét và sợ hãi mừng rối rít khi thấy họ. Nhưng kẹt một nỗi, cửa sổ sở chỉ huy không mở ra được. Chán ghét nghĩ ra một sáng kiến tuyệt vời. Cô nàng chọc cho giận dữ điên lên, rồi dùng ngọn lửa phừng phừng trên đầu anh ta để đốt cháy kính cửa sổ. Vui vẻ và buồn bã, lồm cồm trèo vào trong. Buồn bã, nhờ cậu cả đấy, vui vẻ nói. Riley cần cậu. Các cảm xúc khác chăm chú nhìn buồn bã bước lên bàn điều khiển và nhẹ nhàng gỡ chiếc bóng đèn sáng kiến ra. Trên xe buýt, Riley đứng bật dậy. Cháu muốn xuống xe, cô bé nói và tức tốc chạy về nhà. Bà mẹ Riley thở phào nhẹ nhõm khi cô bé xuất hiện trên ngưỡng cửa. Ở sở chỉ huy, vui vẻ trịnh trọng rào năm lõi ký ức vào tay buồn bã. Từng ký ức dần chuyển thành màu xanh lam. Buồn bã đặt các khối cầu vào khu hồi tưởng và chúng lần lượt xuất hiện trong tâm trí Riley. Riley bắt đầu khóc. Con biết ba mẹ không muốn con như thế, nhưng mà con nhớ nhà cũ lắm. Con nhớ Minnesota, Riley nức nở. Bà mẹ nói với Riley rằng họ cũng nhớ Minnesota. Cả nhà ôm chặt lấy nhau và giữa những giọt nước mắt, Riley mỉm cười. Vào khoảnh khắc ấy, một ký ức lõi mới lăn vào sở chỉ huy. Một ký ức nửa lam, nửa vàng, hai màu quyện lại với nhau thành một khối cầu. Khối cầu yên vị trên bệ đỡ ký ức lõi và tạo ra một đảo gia đình mới tinh. Mấy tháng sau đó, có rất nhiều thay đổi tốt đẹp diễn ra, cả ngoài đời lẫn trong thế giới tâm trí của Riley. Các cảm xúc cực kỳ phấn khích với những đảo tính cách mới hình thành. Tớ thích đảo bi kịch tình yêu ma cà rồng, buồn bã thỏ thẻ. Đảo ban nhạc toàn nam á. Cầu trời, đây chỉ là một giai đoạn trong đời thôi, sợ hãi nói. Một bàn điều khiển mới nâng cấp cũng được lắp đặt trong sở chỉ huy. Ê mọi người, tuổi dậy thì là cái gì vậy? Chán ghét vừa nói vừa xăm soi cái nút to đùng màu đỏ. Riley đã gia nhập một đội khúc côn cầu ở San Francisco và kết thêm một vài bạn mới rất hay. Trong một trận đấu, ba mẹ còn ngồi trên khán đài và cổ vũ con gái rất hăng. Foghorns cố lên, bà gào tướng lên. Tiến lên Riley, mẹ cũng reo hò ầm ĩ. Riley thấy hơi ngượng, nhưng cô bé phải thừa nhận là bà mẹ thật hết sảy. Cô bé lướt ra sân băng, sẵn sàng xung trận, trong khi các cảm xúc cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy. Nào anh em, vui vẻ lên tiếng. Ta chơi khúc côn cầu tí. Vui vẻ và buồn bã đứng cạnh nhau bên bàn điều khiển. Họ đã hiểu ra rằng đoàn kết và làm việc cùng nhau là cách tốt nhất để giúp Riley có một cuộc sống hạnh phúc. Ngày lúc này đây, mọi việc với Riley đều hoàn hảo. Cô có những người bạn mới miễn chê, một đội khúc côn cầu mới, một căn nhà mới, và cô đã bước sang tuổi 12. Chuyện gì có thể xảy ra được kia chứ?
Câu chuyện đến đây là hết rồi. Chuyện chú khủng long tốt bụng, nhà xuất bản Kim Đồng. 65 triệu năm trước, một thiên thạch khổng lồ lao vùn vụt trong không gian, hướng thẳng về phía trái đất. Khi chuẩn bị va vào hành tinh xanh, nó bùng cháy thành một quả cầu lửa và phiu bay sượt qua. Hàng triệu năm sau, sự sống trên trái đất đã tiến hóa theo hướng hơi khác một chút. Khủng long không bị tuyệt chủng, chúng trở thành nông dân. Henry và Ida sống ở chân núi Răng Vuốt. Họ sẽ sớm trở thành bố mẹ. Một ngày nọ, Henry đang làm việc ngoài đồng thì Ida gọi: "Đến lúc rồi!" Henry và Ida hồi hộp ngắm ba quả trứng dần tách vỏ. Quả đầu tiên nở ra một bé gái tên là Libby. Quả thứ hai là một bé trai tên là Book. Nhưng bên trong quả trứng lớn nhất lại chỉ có một chú khổng long bé tí xíu, quá sợ hãi đến nỗi không dám bước ra. "Chào con, alo." Khủng long bố nói với giọng tự hào. Khủng long bố chỉ cho các con thấy thế giới xung quanh chúng. "Kia là núi Răng Vuốt, còn đây là nông trại của gia đình ta. Chúng ta sẽ cùng chăm sóc nó." Libby và Book đón nhận công việc rất nhẹ nhàng. Sau ngay cả những nhiệm vụ nhỏ nhặt nhất cũng khiến cho Alo cuống lên vì sợ. Dẫu vậy, bố vẫn tin tưởng Alo rồi sẽ trưởng thành. Một hôm, khủng long bố và khủng long mẹ in dấu chân của mình lên bức tường đá bao quanh kho lương thực của gia đình. Thấy thế, bà chú khủng long con cũng chạy lại để bắt chước. Nhưng bố ngăn chúng lại. "Trước hết, các con phải lập được chiến công gì đó đã." Chỉ ít lâu sau, cả Libby và Book đã lập được chiến công của riêng mình. Book phát quang cả cánh đồng, còn Libby cày đất. Alo cũng khao khát lập chiến công, nhưng nỗi sợ hãi cứ chế ngự cậu hoài. Mẹ an ủi Alo rằng cậu cũng sẽ sớm lập được chiến công thôi. Nhưng Alo không dám chắc. Đúng lúc đó, bố nghĩ ra một cách. Một đêm, khi cả nhà đã ngủ say, bố dẫn Alo ra một cánh đồng tối om. Alo rất sợ hãi khi bị một con bọ xấu xí đậu lên mũi. Cậu hoảng hốt kêu ầm ĩ: "Bố ơi!" Bố thổi khẽ vào con bọ nhỏ, nó lập tức lóe sáng. Đó là một con đom đóm. "Đôi khi con phải vượt qua nỗi sợ hãi để nhìn ra những vẻ đẹp ẩn giấu," bố nói. Đoạn bố quét nhẹ đuôi qua đám cỏ, cả bầu trời bỗng sáng bừng đom đóm. Hôm sau, bố giao cho Alo một nhiệm vụ mới. Gần đây, một con vật lạ thường trộm ngô của nhà họ. Alo sẽ phải bắt nó. Bố giúp Alo dựng một cái bẫy và hướng dẫn cậu cách đập chết con vật khi nó đã bị tóm. "Nếu con lo xong được vụ tên ăn trộm, con sẽ được in dấu chân lên cột đá ngay cạnh dấu chân bố." "Con sẽ lo được," Alo háo hức nói. Alo dũng cảm đứng cạnh kho lương thực. Nhưng khi chiếc bẫy rung lên, cậu cứng cả người lại. Tên ăn trộm gào thét và vùng vẫy điên cuồng trong lưới. Alo giơ một cây gậy lớn lên, chuẩn bị vụt tên trộm. Nhưng khi nó bắt đầu thở hổn hển, cậu thấy không đành lòng. Cậu thả tự do cho nó. Tò mò, con vật vừa được thả tiến về phía cậu. Alo thét lên, nó bèn lùi nhanh vào đám cỏ cao. Bố giận lắm. "Chúng ta sẽ cùng giải quyết nốt nhiệm vụ của con," bố nói. Alo lẽo đẽo theo bố vào rừng. "Bố ơi, nhỡ chúng ta bị lạc thì sao?" cậu hỏi. "Chỉ cần tìm ra sông, con sẽ tìm được đường về nhà."
Mưa bắt đầu rơi, họ đã mất dấu tên trộm. À Lầu vất vả lắm mới theo kịp bố. Khi cậu vấp ngã, bố biết mình đã đi quá xa. Bố xin lỗi, A Lô. Bố nói, bố chỉ muốn con vượt qua nỗi sợ hãi. Bố biết con có khả năng. Nhưng con không giống bố. A Lô nói, con là bố. Và còn hơn thế nữa. Bố đáp. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển và dòng sông gào rú. Bố vội ném Alo lên một nơi an toàn. Chạy đi, Alo! Trước khi cơn lũ hung hãn cuốn mình đi, khủng long bố ngước lên nhìn con trai. Và rồi, ông biến mất. Bố! Alo đau khổ vô cùng. Thiếu bố, cả gia đình phải xoay sở đủ cách để thu hoạch hết mùa màng trước khi mùa đông đến. Mẹ gần như kiệt sức. Mẹ biết là rất khó khăn khi không có bố, nhưng mẹ cần con cố gắng hơn nữa. Alo à? Alo nhặt một đống ngô to và chất lên lưng mình. Mẹ đừng lo, con sẽ không để nhà mình chết đói đâu. Ra đến kho lương, Alo nhấc một viên đá ra và bắt đầu chất ngô vào. Đúng lúc đó, cậu bắt gặp con vật nhỏ hôm nào đang ăn vụng bên trong. Alo nổi giận. Nếu không phải vì mày thì bố vẫn còn sống. Răng vẫn cắn chặt vào cây ngô, con vật nhảy tót ra khỏi kho. Alo đuổi nó mãi đến tận bờ sông. Hai bên giằng co rồi cùng rơi xuống dòng nước cuồn cuộn. Mẹ ơi! Alo cố hét lên trong khi dòng nước cuốn phăng cậu đi. Những con nước xiết dìm cậu xuống và xô đẩy liên tục. Alo gào thét dưới nước rồi đâm sầm vào một tảng đá lớn. Tất cả bỗng tối đen. Khi Alo mở mắt ra, cậu thấy mình đã bị giạt lên một bờ cát. Xung quanh là những tảng đá dốc đứng. Khắp mình mẩy cậu bầm dập, và cậu chỉ còn lại một mình. Mẹ ơi! Alo gọi mãi, gọi mãi, nhưng cậu đã lạc đến một nơi nào đó rất xa nhà. Đột nhiên, Alo nghe thấy tiếng gầm gừ và nhìn lên. Đó chính là tên trộm. Tất cả đều là lỗi của mày. Alo gào lên. Cậu mắm môi mắm lợi, trèo lên vách đá, cố bắt con vật nọ. Ra đây mau! Alo hét. Khi con vật tiến gần đến chỗ cậu, Alo lại sợ hãi kêu to. Cút đi! Con vật đá bụi đất vào mặt Alo, rồi chạy biến đi. Đứng trên đỉnh vách đá, Alo nhìn khắp bốn phía. Nhà mình đâu rồi? Cậu không nhìn thấy núi răng vuốt đâu, và chẳng có chỗ nào quen thuộc cả, trừ con sông. Alo chợt nhớ ra câu bố từng nói. Chỉ cần tìm ra sông, con sẽ tìm được đường về nhà. Alo bắt đầu đi men theo bờ sông. Đi được một lát, cậu trông thấy mấy chùm dâu dại mọc tít trên cành cao. Đang lúc đói bụng, cậu đứng chênh vênh trên một tảng đá và vươn cổ lên, cố hái chùm quả. Sắp được rồi. Bỗng Alo trượt chân và ngã rầm xuống đất. Chân cậu thụt vào một khe đá. Cậu đã bị kẹt. Alo gắng hết sức rút chân ra. Đến khi đêm xuống, cậu đã mệt nhoài. Cuối cùng, cậu ngủ thiếp đi mất. Khi cậu tỉnh dậy, Alo hết sức ngạc nhiên vì thấy mình không bị kẹt nữa. Chân cậu đã được đào ra. Phải chăng tên trộm kia đã giúp cậu? Mây kéo đến đầy trời. Alo cố dựng một chiếc lều trú mưa, nhưng lều sụp ngay xuống và nước đổ như trút xuống đầu cậu. Đột nhiên tên trộm xuất hiện, mang thức ăn tới. Alo không biết phải làm gì với con thằn lằn đang sợ chết khiếp.
còn con bọ làm cậu thấy ghê. Nhưng khi tên trộm mang dâu rừng đến, Alo chén ngấu nghiến. Tò vẫn sẽ bóp chết mi. Alo vừa nhai nhồm nhoàm vừa dọa. Nhưng trước khi ta làm thế, mi có thể kiếm thêm ít dâu về đây cho ta không? Alo đi theo tên trộm cho đến khi họ gặp một miệng vực. Tên trộm đẩy chân Alo xuống và dùng cậu làm chiếc cầu để sang bờ bên kia. Nhưng sang đến nơi, tên trộm bắt đầu gầm gừ. Một con vật nom hao hao con rắn lao vào Alo và cả hai cùng lăn xuống vực. Còn mãng xà cong người lên sẵn sàng xông tới, nhưng tên trộm loắt choắt lao đến và tấn công nó dữ dội. Rốt cuộc con rắn nanh dài phải bỏ chạy. Có lẽ tên trộm này cũng không xấu lắm, Alo nghĩ thầm. Đúng lúc Alo nghĩ mình đã an toàn, một giọng nói kỳ dị bỗng vang lên. Bọn ta theo dõi ngươi mãi. Alo nhìn thấy một con chim đỏ rực và loài sinh vật nhỏ bé khác đậu trên một cái cây ở gần đấy. Nhưng rồi cái cây tiến lên phía trước. Hóa ra đó là một gã tê giác long, tên khủng long sừng trùm. Sừng trùm chuyên chiêu mộ những con vật bé nhỏ để bảo vệ mình. Anh ta muốn thêm sinh vật tí hon của Alo vào đội quân của mình. Nó đi cùng tôi, Alo nói. Tên nó là gì? Gã chuyên gia sưu tập thú cưng hỏi. Tôi không biết, Alo lắp bắp. Ai nói đúng tên, người ấy được giữ, sừng trùm giao hẹn. Hai bên bắt đầu đoán một loạt tên. Khi Alo hét lên Spot, tên trộm lập tức chạy về phía cậu. Sừng trùm nói với Alo rằng Spot sẽ đảm bảo an toàn cho cậu. Đừng bao giờ đánh mất nó nhé. Alo và Spot tiếp tục đi men theo bờ sông. Spot bỗng thu mình lại và đập đập bàn chân. Nó hít hửi và đuổi một con chuột đất chạy tọt xuống lỗ. Spot hít vào một hơi thật dài và thổi vào miệng lỗ. Con chuột bay veo ra khỏi một lỗ khác. Đến lượt Alo thổi vào một miệng lỗ, một đống chuột bay veo ra. Alo và Spot cười ngặt nghẽo. Bỗng một con chuột cắn Alo, khiến cậu ngã xuống hồ. Dùng mình vì làn nước lạnh buốt, Alo cố vùng vẫy để nổi lên. Nhưng khi Spot nhảy xuống và bơi ì oạp xung quanh cậu, Alo cũng bắt chước nó. Chẳng mấy chốc, Alo cũng đã biết bơi. Đêm đó, Alo quét đuôi qua đám cỏ, khiến hàng đàn đom đóm bay lên. Chúng khiến Alo nhớ đến bố. Tớ nhớ gia đình quá. Spot không hiểu, thế là Alo cố gắng giải thích bằng những cành cây. Gia đình là thế này này, cậu nói, đoạn vẽ một vòng tròn bao quanh mấy cành cây. Spot tìm ba cành cây, nó đặt nằm hai cành xuống đất và lấy đất phủ lên trên. Alo cũng phủ đất lên cành cây hình bố. Tớ nhớ bố lắm, Spot vỗ nhẹ lên người Alo, rồi hai người bạn mới cùng hướng lên bầu trời đêm và cất tiếng hú dài. Hôm sau, một cơn giông dữ dội ập đến, sấm nổ ầm ầm, chớp rạch ngang trời, cây cối chao đảo, hệt như cái ngày Alo mất bố. Alo vô cùng kinh hãi, cậu lao đi, cố trốn chạy nỗi sợ hãi của mình. Cậu chạy mãi, cho đến khi vấp ngã. Cậu rúc vào bên dưới chùm rễ của một cái cây đổ. Sáng sớm hôm sau, Alo vô cùng kinh hoàng. Cậu không trông thấy sông đâu nữa. Cậu sẽ không bao giờ về được nhà. Tuyệt vọng, cậu cầu cứu một đàn thằn lằn bay đang trao lượn trên cao. Ngờ đầu, lũ thằn lằn bay đáp xuống chỉ để xem còn con vật nào còn sống sót không. Vừa nhìn thấy một con vật mắc kẹt dưới khúc gỗ,
chúng sơi tái luôn. Alo lập tức túm lấy Spot và chạy trốn. Phía xa, Alo trông thấy cái gì đó non giống giống hai con khủng long cổ dài. Cậu bèn kêu cứu. Nhưng hai cái bóng quen thuộc hóa ra lại là hai gã khủng long bạo chúa đang gầm rú dữ tợn. Họ tấn công bọn thằn lằn bay và đuổi chúng đi. Alo ngạc nhiên khi nhận ra mấy gã khủng long to xác này rất tốt bụng. Nas, Ramsay và ông bố tên Butch làm nghề chăn nuôi gia súc. Alo kể với họ rằng cậu đang tìm đường về nhà, còn ba bố con nhà khủng long bạo chúa đang đi tìm đàn trâu của mình. Alo bèn giao ước, nếu Spot tìm ra được đàn trâu, bố con Butch phải giúp họ tìm đường về nhà. Spot đi trước, hít hít ngửi ngửi, còn đám khủng long bạo chúa bám theo sau. Càng lúc, Alo càng lo lắng hơn, còn Butch cũng mất hết kiên nhẫn. Nếu hai đứa các ngươi dám lừa ta, ta sẽ sơi tái các ngươi. Đột nhiên, Spot rung mình và đập đập bàn chân. Nó đã tìm ra dấu vết của đàn trâu. Alo tìm thấy một sợi lông vũ màu xanh ngay gần đó. Khoan, cậu nói, trâu có lông vũ không vậy? Bọn trộm gia súc đấy, Butch nghiêm giọng. Chúng ta phải đi nhanh lên. Ba bố con rào chân phóng thật nhanh, còn Alo và Spot theo sát phía sau. Chẳng mấy chốc, Alo, Spot và đám khủng long bạo chúa đã tìm thấy đàn trâu sừng dài đang gặm cỏ giữa một thung lũng xanh tươi. Butch giao cho Alo một nhiệm vụ: lùa bọn trộm gia súc ra. Alo sợ lắm, nhưng bất thình lình Spot cắn mạnh vào chân Alo, khiến cậu thét lên. Đám cỏ cao rung rung chuyển động và bọn trộm gia súc lao thẳng về phía họ. Alo và Spot bỗng thấy mình mặt đối mặt với bốn con khủng long săn mồi xấu xí. Đám khủng long bạo chúa nhảy tới và tấn công bọn trộm. Đột nhiên, Alo và Spot bị kẹt giữa một cuộc hỗn chiến và dẫm đạp khốc liệt. Bị bọn trộm bu vào tấn công, Butch kêu cứu với Alo. Không kịp nghĩ ngợi gì, Alo dùng đầu húc lũ ăn trộm rời khỏi lưng ông, và ba bố con khủng long bạo chúa đuổi chúng đi. Alo cùng đám khủng long bạo chúa gầm vang ca khúc khải hoàn. Tối hôm đó, ba bố con khủng long bạo chúa ngồi kể chuyện về những vết sẹo của mình bên đống lửa trại. Alo không thể tưởng tượng nổi họ lại dũng cảm đến thế. Vết sẹo của Butch là kết quả của cuộc chiến với một con cá sấu khổng lồ. Phải cháu, chắc cháu đã sợ đến chết khiếp rồi. Alo suýt xoa. Ai nói ta không sợ? Butch nói. Nhưng bác dám đánh nhau với cả cá sấu mà. Lúc đánh nhau bác cũng sợ lắm. Butch giải thích rằng nỗi sợ hãi sẽ không bao giờ biến mất. Nhưng cháu có thể vượt qua nó. Cháu sẽ khám phá ra bên trong mình có gì. Đúng lúc đó, những bông tuyết mềm xốp rơi xuống. Mùa đông đang tới, Alo phải quay về với mẹ thật nhanh. Khi ánh bình minh đầu tiên lóe dạng, ba bố con khủng long bạo chúa dẫn Alo và Spot lên đường. Alo và Spot giúp họ lùa đàn trâu. Khi lũ trâu chạy tản mát, Alo quất đuôi vào gầm lớn, khiến cả đàn tụ lại. Butch rất ấn tượng. Khi họ tới gần chân dặng núi, Alo nhìn thấy núi răng vuốt ở phía xa. Nhà cháu ở đằng kia. Nas và Ramsay hò reo mừng rỡ, còn Butch tạm biệt Alo bằng một câu ngắn ngủi: cháu là một cậu bé can đảm. Trở lại bờ sông, Alo và Spot bắt đầu rảo chân chạy. Alo liên tục tung Spot lên không trung. Spot bay xuyên qua những tầng mây và thoáng thấy một thứ nó muốn chia sẻ.
Nó năn nỉ Alo cùng mình vượt qua những đám mây. Khi Alo trồi lên, cậu sững sờ trước những gì mình nhìn thấy. Wow! Hai người bạn nhìn nhau mỉm cười và cùng ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Vừa đi về phía núi răng vuốt, Alo và Spot vừa chu lên đầy phấn khích. Đột nhiên, có ai đó hú lại. Bóng một con vật trông rất giống Spot hiện lên ở phía xa. Tò mò, Spot rời Alo và tiến vài bước về phía kẻ lạ mặt. Sợ lạc mất Spot, Alo nhấc nó lên và đặt nó lên lưng mình. Ta phải về nhà thôi. Trời bắt đầu đổ mưa, những hình hài gầy nhẳng nheo bắt đầu lượn vòng vòng giữa các đám mây. Đó là bọn thằn lằn bay. Chúng lao xuống và tấn công Alo. Sấm rền, một con trong bọn cắp lấy Spot. Không! Alo hét lên, cố kéo Spot lại. Nhưng rốt cuộc, cậu bị tuột mất. Sấm rền liền tha Spot bay mất hút. Những con thằn lằn bay khác mổ Alo túi bụi, khiến cậu ngã vào một bụi cây gai. Cậu cố trèo ra, nhưng đã bị kẹt cứng. Khi Alo cố vùng vẫy để thoát ra, một tảng đá đập vào đầu cậu, làm cậu choáng váng. Bố bỗng xuất hiện. Bố! Alo không thể tin vào mắt mình. Bố còn sống! Bố vòng đuôi quanh Alo. Ta về nhà thôi con. Khi hai bố con bước đi, Alo nhận ra chỉ có dấu chân của cậu hiện lên. Bố không có ở đây. Alo nói. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Alo à. Bố nói. Con vẫn sợ. Alo nói. Nhưng Spot cần con, nên con phải đi cứu cậu ấy, vì con yêu cậu ấy. Bố mỉm cười. Bố biết con có khả năng mà. Con hãy đi lo cho con vật nhỏ đó đi. Và rồi bố biến mất. Khi Alo tỉnh lại, cậu lao vào cơn bão, cố tránh những tia sét và cây đổ. Cậu không ngừng hú gọi bạn mình. Và rồi nghe thấy Spot hú lại. Lũ thằn lằn bay đã thả Spot vào một thân cây rỗng bên bờ sông. Chúng đang gầm gừ và phun phì phì với nhau. Con nọ tranh giành với con kia, hòng lao vào sâu xé miếng mồi trước tiên. Alo xông vào giữa bầy thằn lằn bay và húc hai con vật rơi xuống dòng sông cuồn cuộn. Những con khác bổ xuống, tấn công cậu bằng cái mỏ sắc nhọn. Sấm rền vẫn canh kỹ Spot, còn nước đang dần dâng lên quanh thân cây. Alo quật mạnh đuôi vào một cái cây và quét hết bọn thằn lằn bay còn lại xuống sông. Sau đó, cậu gầm lên một tiếng dũng mãnh, khiến sấm rền bỏ chạy bán sống bán chết. Đúng lúc đó, mặt đất bắt đầu rung chuyển, cơn lũ ầm ầm đổ xuống, hướng thẳng về phía họ. Ngay khi dòng nước sắp sửa cuốn Spot đi, Alo nhảy ngang qua bức tường nước tới cứu bạn. Alo loay hoay giữa dòng nước lũ, xung quanh cậu là vô số những thân, cành cây cùng rác rến cuộn xoáy. Spot! Cậu hét lên khi nhìn thấy người bạn của mình. Alo cố bơi về phía Spot, cả hai vật lộn giữa dòng nước dữ và bị cuốn dần về phía một thác nước khổng lồ. Vừa đến miệng thác, Alo túm được Spot. Họ bám vào nhau và cùng rơi xuống. Khi Alo trồi lên mặt nước, cậu vẫn ôm chặt Spot. Cậu bơi vào bờ, nâng niu người bạn của mình trong vòng tay và chờ đợi. Không biết Spot có sao không. Bỗng Spot húng hắng ho và từ từ mở mắt ra. Hai người bạn nhìn nhau chân chân và mỉm cười. Họ đã sống sót. Sáng sớm hôm sau, khi Alo và Spot lên đến đỉnh dãy núi, họ lại nghe thấy tiếng hú quen thuộc.
còn vật giống Spot hôm nọ xuất hiện, mang theo cả một gia đình. Spot thận trọng tiến lại gần họ, và họ chào đón nó rất thân thiện. Nhưng rồi, nó nhảy tót lên lưng Alo, sẵn sàng đi tiếp. Alo biết mình phải làm gì. Cậu phải để bạn mình ra đi. Cậu đẩy Spot về phía gia đình kia. Thế rồi, cậu vẽ một vòng tròn xung quanh họ. Spot hiểu. Spot ôm Alo thật chặt. Đi với gia đình mới của mình được nửa đường rồi, nó bỗng dừng lại và hú chào bạn mình một lần cuối. Alo cũng hú lại. Khi Alo về đến nhà, mẹ đang lúi húi làm việc. Bà ngước lên và trông thấy cậu tiến về phía mình. Ban đầu, bà không nhận ra chú khủng long tự tin, mạnh mẽ nọ. Anh Henry đấy ư? Alo, alo. Bà chạy đến chỗ con trai và ôm chặt lấy cậu. Cả anh Book và chị Libby cũng chạy về từ ngoài đồng để đón em trai. Alo ấn bàn chân xuống đất và in dấu lên tường kho lương thực của gia đình, ngay bên cạnh dấu chân của bố. Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ bố giao. Alo đã lập được chiến công của riêng mình. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Chuyện Sophia đệ nhất, nhà xuất bản Kim Đồng. Tên mình là Sophia. Trước kia mình chỉ sống cùng với mẹ. Nhưng rồi mẹ kết hôn với vua Roland. Và giờ đây mẹ đã trở thành hoàng hậu của vương quốc Echansia. Còn mình thì trở thành công chúa. Vấn đề là mình chẳng hề biết cách làm một nàng công chúa. Mình chưa từng vẫy tay chào kiểu hoàng tộc. Mình không rõ khi nào thì phải nhún gối. Và thậm chí còn không biết phải dùng chiếc nĩa nào trong bữa tối nữa. Mình sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành một công chúa hoàn hảo được như Amber, chị kế của mình. Hãy cứ là chính mình thôi con yêu, rồi sẽ ổn cả mà. Mẹ vỗ về mình. Mình chẳng tin điều mẹ nói cho lắm, vì làm sao mình có thể cùng lúc vừa là chính mình, lại vừa là một công chúa được cơ chứ? Vua Roland, ý nhầm, cha mới của mình cũng cố gắng giúp đỡ. Cha tặng mình một chiếc dây chuyền tuyệt đẹp, mang tên chiếc bùa Avalor. Cha bảo đó là một món quà để chào đón mình tới gia đình này. Và trước đây đã có rất nhiều nàng công chúa từng đeo nó. Rồi cha tiết lộ rằng cha sắp tổ chức một vũ hội hoàng gia cho mình. Cha nói hôm đó hai cha con sẽ cùng nhảy điệu van sơ đầu tiên. Ôi, lại thêm một thứ mình mù tịt. Ấy chính là khiêu vũ. Biết đâu ở trường dự bị hoàng gia mà mình sắp theo học sẽ có lớp khiêu vũ. Hiệu trưởng của trường là ba bà tiên: bà tiên hoa cỏ, bà tiên muông thú và bà tiên thời tiết. Các bà hứa sẽ dạy mình mọi điều để trở thành một nàng công chúa. Chẳng hạn như công chúa phải có lòng tốt. Hurra, mình được học nhảy thật. Chị Amber cho mình mượn một đôi giày đặc biệt. Mình nghĩ chị ấy bắt đầu có thiện cảm với mình rồi. Ôi không, chị Amber đã lừa mình. Đôi giày này bị ém bùa rồi. Mình bị cả lớp cười nhạo. Tệ hơn nữa, mình vẫn chưa biết nhảy van sơ, mà tối nay đã là vũ hội mất rồi. Rồi mình chợt nhớ ra ông Cedric, vị phù thủy trong lâu đài. Anh James, anh song sinh của Amber, nói rằng ông Cedric biết mọi câu thần chú. Mình bèn nhờ ông giúp đỡ. Ông viết ra mấy câu chú và khẳng định rằng nếu đọc chúng trong bữa tiệc, mình sẽ có thể nhảy van sơ điêu luyện như một nàng công chúa đích thực. Chào mừng công chúa Sophia! Bác Bailey hô lớn khi mình bước vào sảnh. Ta cùng nhảy một điệu nhé, con gái. Đức vua mở lời. Mình vội đọc câu thần chú của ông Cedric. Nhưng sao mình vẫn chưa nhảy được nhỉ? Umbalasi khò khò say giấc. Thay vào đó, ai nấy trong vũ hội đều lăn ra ngủ, kể cả ông Cedric.
Ôi không, mình đã làm gì thế này? Cứu tôi với! Mình oa khóc. Đột nhiên, chiếc bùa trên cổ mình phát sáng rực rỡ, và công chúa Lọ Lem hiện ra. Chiếc bùa của em đã đưa chị tới đây. Chị ấy nói, khi một nàng công chúa gặp rắc rối, một nàng công chúa khác sẽ tới trợ giúp cho cô ấy. Chị có đảo ngược được thần chú không hả Lọ Lem? Không, chị không thể, nhưng chị kế của em có lẽ sẽ giúp được đấy. Nhưng Amber đâu có ưa em. Mình lo lắng nói. Hơn ai hết, Lọ Lem hiểu rõ cảm giác khi có những người chị kế xấu tính là như thế nào. Chị ước gì chị đã cho các chị ấy một cơ hội nữa. Lọ Lem tâm sự. Có lẽ đấy cũng chính là điều Amber cần đó em. Đoạn, chị ấy biến mất. Amber vẫn ở trong phòng. Chị ấy không muốn tham dự vũ hội. Cuối cùng, chị ấy cũng nói cho mình biết lý do vì sao chị ấy lại cư xử như thế. Chị lo mọi người sẽ thích em hơn chị. Chị ấy buồn bã nói. Amber ơi, làm gì có nàng công chúa nào hoàn hảo được như chị cơ chứ. Rồi mình thuật lại cho chị về câu thần chú tai hại của ông Cedric. Hai chị em sục sạo khắp phòng điều chế của ông và tìm ra một câu thần chú có thể đánh thức tất cả mọi người. Chúng mình vội vã trở lại phòng tiệc. Đợi chút, Amber bỗng lên tiếng. Chị còn nợ em một bài học khiêu vũ nữa mà. Giờ đây mình nhận ra chúng mình là chị em thực sự và sẽ mãi là những người bạn tốt. Khi bước vào phòng tiệc, mình đọc câu thần chú lên và ai nấy đều tỉnh giấc. Sau đó, mình cùng vua cha nhảy điệu valser. Vừa nhảy, mình vừa liếc nhìn chị Amber và nhoẻn miệng cười. Không ngờ, mình lại cảm thấy hạnh phúc đến nhường ấy. Có lẽ mình đang dần thích nghi với gia đình mới này rồi. Sophia à, cha nhìn mình trìu mến. Ta rất tự hào về con. Con nhảy thật kiều diễm. Cảm ơn đức vua ạ. Ý quên, cảm ơn cha. Một công chúa cần có trái tim nhân ái. Rồi con sẽ là một nàng công chúa rất tuyệt, con biết không? Cha ơi, con vẫn luôn thắc mắc, sao mọi người lại gọi cha là vua Roland đệ nhị à? Vì cha của ta cũng tên là Roland. Vậy thì... mình buột miệng. Con đoán mình chính là Sophia đệ nhất. Vậy đấy, mình chính là một nàng công chúa bé nhỏ, luôn nóng lòng muốn biết ngày mai sẽ mang tới điều gì thú vị. Và mỗi ngày đều là một ngày hạnh phúc mãi mãi. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Chuyện Aladdin và cây đèn thần, nhà xuất bản Kim Đồng. Thẳm sâu trong sa mạc Ả Rập, một gã phù thủy độc ác tên là Jafar đang cẩn trọng ghép hai nửa của một con bọ hung thần. Con bọ phát sáng rực rỡ rồi cất cánh bay khắp sa mạc. Ngay tại nơi nó đậu xuống, một chiếc đầu hổ khổng lồ từ từ nhô lên khỏi đụn cát. Đó chính là lối vào hang kỳ vật. Sợ hãi không dám tự mình vào hang, Jafar sai tên trộm Gazem xuống thay. Jafar khao khát được sở hữu cây đèn thần, nhưng Gazem vừa bước vào, một giọng nói vang lên. Chỉ một người có thể vào đây, đó là viên ngọc quý với vẻ ngoài khô nhám. Đoạn, chiếc đầu hổ biến mất cùng tên trộm Gazem mắc kẹt bên trong. Ta phải tìm ra nó, viên ngọc thô đó. Jafar tự nhủ. Sớm hôm sau, ở khu chợ thành Agrabah, một chàng trai tên Aladdin vừa ăn trộm được một ổ bánh mì. Đứng lại, thằng trộm kia! Đội lính của Sultan hét lên. Aladdin và chú khỉ cưng Abu phi qua mái nhà, băng qua các ban công, leo lên những bậc thang và chạy xuống những con hẻm. Không thể đuổi kịp, đám lính đành bỏ cuộc. Còn Aladdin và Abu vội trở về căn nhà trên gác mái của mình. Aladdin lặng lẽ ngắm nhìn tòa lâu đài của Sultan phía xa. Một ngày nào đó, mọi thứ rồi sẽ thay đổi. Abu ạ, chúng ta sẽ giàu có, sống trong lâu đài,
và chẳng phải lo lắng về việc gì nữa. Ở lâu đài, công chúa Jasmine đang phải đối mặt với một nỗi lo lớn. Luật pháp đã định rằng nàng phải cưới một chàng hoàng tử vào ngày sinh nhật sắp tới, tức là trong 3 hôm nữa. Nhưng Jasmine chỉ muốn kết hôn vì tình yêu. Sultan, cha nàng, lại chẳng hiểu cho. Jafar, đồng thời là quân sư của Sultan, thuyết phục ngài rằng hắn có thể khiến Jasmine hồi tâm chuyển ý. Nhưng thực ra, hắn chỉ muốn lấy chiếc nhẫn gắn viên kim cương xanh của Sultan. Chiếc nhẫn ấy sẽ giúp hắn tìm ra viên ngọc thô bí ẩn. Hắn thôi miên Sultan đủ lâu để đoạt được chiếc nhẫn. Trong khi Jafar ấp ủ những mưu kế riêng, Jasmine cải trang thành một thường dân và buồn bã ôm tạm biệt chú hổ Raja yêu quý. Nàng thả bỏ nhà đi, còn hơn là để bị ép kết hôn. Ta sẽ nhớ mi lắm, nàng thủ thỉ. Nhưng ta không thể cứ ngồi đây và chờ đợi số phận được an bài. Đoạn, nàng leo qua tường thành và trốn mất. Lần đầu được ra ngoài, Jasmine đã yêu thích ngay khu chợ ồn ào và sôi động của thành Agrabah. Nàng nhón một trái táo bày trên sạp mà không hay biết rằng hành động ấy chính là ăn trộm. Là công chúa, nàng chưa bao giờ cần tới tiền bạc. Trộm! Người bán hàng thét lớn. Rất may, Aladdin đã kịp thời xuất hiện để cứu Jasmine. Chàng nhanh trí nghĩ ra cách xoa dịu ông chủ hàng và họ rời đi yên lành. Cùng lúc ấy, trong mật thất của mình, Jafar dùng viên kim cương của Sultan để kích hoạt dòng cát thời gian. Hãy cho ta thấy, người có thể vào được hàng kỳ vật. Hắn lệnh cho chiếc đồng hồ cát thần. Đây rồi, viên ngọc thô của ta. Giữa dòng cát hiện lên hình ảnh của Aladdin. Jafar bèn lệnh cho một toán lính áp giải chàng về cung điện. Trong khi đó, tại nhà của Aladdin, Jasmine chẳng để tâm đến chuyện căn nhà quá ư tuỳnh toàng đổ nát. Nàng cũng không mảy may xúc động trước quang cảnh tuyệt đẹp trải ra trước mắt. Nàng còn đang miên man suy nghĩ. Nàng từ đâu tới? Aladdin thắc mắc. Điều ấy thì quan trọng gì? Nàng đáp. Tôi đã bỏ trốn và sẽ không trở về đâu. Đột nhiên, đội cảnh vệ hoàng cung ầm ầm kéo vào và tóm cổ Aladdin. Jasmine bèn kéo khăn xuống để lộ ra thân phận thật của mình. Thả chàng ra, nàng lên tiếng. Nhân danh công chúa, ta ra lệnh cho các người. Thần cũng rất muốn tuân lệnh, viên đội trưởng đáp, vô cùng kinh hoàng khi nhìn thấy nàng. Nhưng lệnh bắt giữ này là từ ngài Jafar cờ ạ. Đội cảnh vệ nhốt Aladdin và Abu trong ngục tối âm u. Aladdin không khỏi nản lòng và sầu não khi nghĩ tới Jasmine. Nàng là công chúa. Giờ thì dù có thích nàng tới đâu, chàng cũng chẳng bao giờ gặp lại nàng được nữa. Vừa lúc ấy, một lão già xuất hiện. Lão hứa sẽ khiến Aladdin trở nên giàu có nếu chàng chịu giúp lão một việc còn con. Khi thấy lão già mở ra một lối đi bí mật dẫn ra khỏi ngục tối, Aladdin bèn nhận lời. Lão già muốn Aladdin đi lấy giúp mình một vật thần bí. Lão dẫn Aladdin và Abu tới hang kỳ vật. Kẻ nào cả gan quấy rầy giấc ngủ của ta? Một giọng nói vang lên tựa sấm rền. Là tôi đây, Aladdin đáp. Vào đi, giọng nói bảo chàng. Nhưng không được chạm vào bất cứ thứ gì ngoài cây đèn. Aladdin và Abu bước vào một kho báu khổng lồ. Một chiếc thảm bay tinh nghịch kéo khỉ Abu một phát, rồi lẩn trốn ra sau đống vàng. Có khi cậu giúp chúng tôi được đấy, Aladdin vừa nhìn quanh vừa bảo chiếc thảm. Chúng tôi đang cần tìm một cây đèn. Tấm thảm dẫn Aladdin và Abu tới một hồ nước nằm sâu trong lòng hang. Ngay giữa hồ là một bệ đá thờ bằng đá tảng. Trên đỉnh là cây đèn. Aladdin băng qua mặt hồ, rồi rón rén bước lên các bậc thang. Chàng cẩn trọng tiến tới chỗ cây đèn. Nhưng trông nó chẳng có gì đặc biệt cả. Đúng lúc ấy,
Khỉ Abu trông thấy một bức tượng cầm một viên đá quý rực rỡ trong tay. Chú phải chiếm lấy nó mới được. Abu, đừng! Đứng trên bậc cầu thang, Aladdin thét lớn. Ngay cả tấm thảm cũng cố hết sức ngăn cản Abu, nhưng đã quá muộn. Mi đã chạm vào kho báu cấm. Giọng nói gầm lên giận dữ, mặt đất ầm ầm rung chuyển. Aladdin bị hất văng lên không trung. Sàn hang động biến thành hồ dung nham nóng chảy. Tấm thảm vội đỡ lấy Aladdin và Abu rồi bay vút về phía cửa hang. Nhưng trước khi họ kịp thoát thân, Aladdin trượt ngã. Hoảng hốt, chàng bám chặt lên một mỏm đá và cầu xin lão già kéo mình lên. Đưa ta cây đèn đã. Lão già nói. Aladdin vội đưa lão, chỉ để nhận lại sự lừa dối. Lão không hề có ý định giúp đỡ chàng, nhưng lão cũng chẳng ngờ lại phải giằng co một trận với Abu. Khi sục sạo khắp trong áo choàng mà chẳng thấy cây đèn đâu, lão già rú lên giận dữ vì nhận ra nó đã biến mất. Tay lão đau nhói, con khỉ đã cắn lão. Lão già căm phẫn dứt bỏ bộ râu giả. Thì ra đó chính là Jaffa giả dạng. Nhờ có Abu và chiếc thảm thần, Aladdin đã được an toàn trong hang. Lúc này đã trở lại thành đá như trước. Họ đang bị mắc kẹt, nhưng chí ít Abu cũng đã lấy trộm được cây đèn. Khi Aladdin trả vào cây đèn, những tia sáng lóe lên, khói phụt ra và bụp, một vị thần xuất hiện. Thưa chủ nhân, ngài cần gì? Thần đèn cất tiếng hỏi. Ông giải thích với Aladdin rằng chàng được tặng 3 điều ước, song có vài việc nằm ngoài khả năng của ông. Nằm ngoài khả năng ấy à? Aladdin cười với Abu. Có khi ông ta còn chẳng đưa chúng ta ra khỏi cái hang này được ấy chứ. Gì cơ? Vị thần bực bội ngắt lời. Chỉ một giây sau, tất cả đã thoát ra ngoài, mà Aladdin chẳng phải tốn một điều ước nào. Giờ là lúc để ước. Ông có thể biến ta thành một hoàng tử được không? Aladdin hỏi. Thần đèn ngắm nghía vóc dáng của Aladdin. Ông đo chỗ này, ướm chỗ nọ. Và rồi chỉ với một cái phẩy nhẹ bằng đôi tay xanh le to tướng. Ta-da! Thần đèn đã hóa phép ra một bộ cánh bảnh bao ra dáng hoàng tử cho Aladdin. Ta sẽ gọi cậu là hoàng tử Ali Abawa. Thần đèn tuyên bố. Đội khăn lên nào cậu nhóc. Trong nháy mắt, Aladdin thấy mình cưỡi trên lưng voi Abu, thẳng tiến vào thành Agrabat. Theo gót chàng là một đoàn diễu hành vô cùng ngoạn mục, bao gồm các diễn viên nhào lộn, vũ công, các tay múa kiếm cừ khôi, cùng vô số động vật kỳ thú. Vừa tới lâu đài, Aladdin đã xin được cầu hôn Jasmine. Sultan vô cùng ấn tượng và hài lòng. Nhưng Jasmine thì không, nàng đâu phải một phần thưởng để đem ra trao đổi. Aladdin không dám nói sự thật với Jasmine. Đêm ấy, khi chàng cố bắt chuyện với nàng, nàng tỏ ra hết sức thờ ơ. Thế rồi, chàng nói, nàng nên được tự do lựa chọn theo ý mình. Nghe được câu nói ấy, lại trông thấy chiếc thảm thần, Jasmine chẳng thể khước từ lời mời đi chu du một chuyến cùng Aladdin. Họ bay ngang qua sa mạc, lượn trên những đỉnh núi, băng qua biển cả và thăm thú những thành phố phồn hoa cũng như các vùng nông thôn hẻo lánh. Họ đã cùng nhau khám phá cả một thế giới mới mẻ. Dù nghi ngờ hoàng tử Ali chính là chàng trai ở chợ, nhưng Jasmine không thể chứng minh nổi điều đó. Nàng đã đem lòng yêu chàng hoàng tử này mất rồi. Khi Aladdin đưa Jasmine trở lại lâu đài, nàng đã quyết định sẽ kết hôn cùng chàng. Chúc chàng ngủ ngon, hoàng tử đẹp trai của em, nàng thì thầm, khiến Aladdin có cảm giác lâng lâng hạnh phúc như đang ở trên mây. Lần đầu tiên trong đời, mọi việc đã diễn tiến đúng như chàng mong ước. Nhưng Jaffa đã có sẵn một kế hoạch thâm độc dành cho Aladdin. Ta e rằng mì không còn được chào đón ở đây nữa rồi, hoàng tử Abu Bu thân mến ạ. Jaffa mỉa mai, hắn lệnh cho quân lính bịt miệng
và trói Aladdin lại rồi ném xuống biển sâu. Aladdin bèn dùng điều ước thứ hai để nhờ thần đen cứu mình. Ở lâu đài, Jaffa vừa thôi miên Sultan. Con phải kết hôn cùng với Jaffa. Ngài ra lệnh cho Jasmine. Đúng lúc đó, Aladdin tới và lột mặt nạ Jaffa là một tên phù thủy hắc ám. Nhưng Jaffa cũng nhận ra vị hoàng tử nọ thực chất là Aladdin. Sau khi trở về mật thất, Jaffa lập tức sai con vẹt cưng Lago đi cướp cây đèn thần. Khi Jaffa trả vào cây đèn, thần đèn hiện lên. Đã ước được trở thành Sultan. Jaffa ra lệnh. Thần đèn buộc phải tuân lệnh. Ngài biến Jaffa thành Sultan. Đoạn, ngài nâng bổng cả lâu đài lên không trung. Đừng, thần đèn ơi! Aladdin hoảng hốt thét lên. Giờ ta đã có chủ nhân mới. Thần đèn lạnh lùng đáp lời. Jaffa nói ra điều ước thứ hai. Trở thành phù thủy quyền lực nhất thế gian. Hắn tiết lộ sự thực về Aladdin với Jasmine, rồi tống cổ chàng đi xa thật xa. Một lần nữa, chiếc thảm thần ra tay cứu chàng, rồi đưa chàng trở lại lâu đài nơi Jasmine đang bị Jaffa cầm tù. Trông thấy Aladdin lẻn vào cung điện, nàng vội giả bộ tán tỉnh gã phù thủy độc ác. Nàng cần khiến hắn phân tâm đủ lâu để Aladdin có thể giải cứu nàng cùng vua cha. Song nỗ lực giải cứu của Aladdin đã thất bại. Tên phù thủy độc ác dùng phép thuật giam cầm Jasmine trong một chiếc đồng hồ cát khổng lồ. Hắn biến Sultan thành một con rối, hóa khỉ Abu thành đồ chơi và giam Aladdin sang một hàng rào gươm sắc lẹm. Nhưng vốn là một đứa trẻ đường phố, Aladdin đã nhanh chóng nghĩ ra cách xoay chuyển tình thế. Biết rõ Jaffa rất thèm khát quyền lực, Aladdin nảy ra một ý. Mi sẽ chẳng bao giờ mạnh bằng thần đèn đâu. Chàng chế nhạo Jaffa. Nổi điên, Jaffa bèn dùng tới điều ước cuối cùng. Ta ước mình trở thành thần đèn toàn năng. Jaffa lập tức hóa thành một thần đèn. Nhưng hắn đã quên rằng số phận của một thần đèn là bị nhốt trong cây đèn và phải tuân theo ước nguyện của chủ nhân. Aladdin vội nhặt cây đèn lên và nhốt Jaffa vào đó mãi mãi. Sau đó, thần đèn ném nó thật xa vào sa mạc bao la. Để tưởng thưởng cho lòng dũng cảm của Aladdin, Sultan quyết định thay đổi luật lệ và cho phép Jasmine cưới bất cứ ai nàng muốn. Dĩ nhiên, Aladdin là người nàng lựa chọn. Aladdin dùng điều ước thứ ba của mình để giải thoát cho thần đèn. Aladdin và thần đèn tạm biệt nhau bằng một cái ôm thật chặt. Nhưng cả hai đều biết rằng họ sẽ mãi mãi là bạn của nhau. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bé ơi, các bé thấy câu chuyện hôm nay có hay không nào? Hẹn gặp lại các bé ở những câu chuyện sau.